đây hơn 10 ngày, vụ việc lao ô tô và hai chiến sĩ cảnh sát tại Hòa Bình đã khiến dư luận không khỏi xôn xao. Mới nhất, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định xử phạt với tài xế này, số tiền là 35 triệu đồng do vi phạm nồng độ cồn khi lái xe. Không chỉ vậy, tài xế này còn bị tước giấy phép lái xe 23 tháng sau khi bị khởi tố. Ngày 14 tháng 2, Công an thành phố Hòa Bình cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đỗ Đình Tám, sinh năm 1957, trú xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, số tiền 35 triệu đồng do vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg trên lít khí thở. Sau khi có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, căn cứ theo Nghị định 129 2019 NDCP, lái xe 8 còn bị tước giấy phép lái xe 2-3 tháng. Trước đó vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 2 tháng 2 năm 2023, Đỗ Đình Tám uống rượu điều khiển xe ô tô. Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hòa Bình dừng xe kiểm tra, đối tượng không chấp hành, tăng ga đâm xe vào mô tô có hai chiến sĩ cảnh sát. Rất may, hai chiến sĩ kịp thời né tránh. Chiếc ô tô dừng lại, Tám chửi bới lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, sau đó tấn công quật ngã khiến một chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Tám để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Ngày 8 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hòa Bình đã kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố, hoàn thiện hồ sơ đưa đối tượng ra xét xử theo quy định của pháp luật. Với hành vi chống người thi hành công vụ và lái xe trong tình trạng có nồng độ cồn, tài xế độ đỉnh 8 đã phải nhận án phạt cho những hành động của mình. Đây cũng là bài học lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ, đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và những người xung quanh.